Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang màu nó nhạt hơn một chút để vẽ những bông hoa ở xa. Khi vẽ bông hoa ở xa thì chúng ta sẽ sử dụng màu trắng lên để cho tạo cảm giác nó nhạt, nó xa hơn một chút. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Nguyễn Trung Kiên. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái cách để vẽ cái cành đào nhé. Đặc biệt là trong cái dịp Tết Na sắp tới rồi, chúng ta sẽ sử dụng cái hình ảnh cành đào trong nhiều lĩnh vực. Sau khi vẽ xong cái cành đào, cách vẽ cành đào cũng như là hoa đào ngày hôm nay thì các bạn có thể ứng dụng vào trong trang trí hoa quả cũng như là lon nước ngọt hay là bất kỳ đồ vật nào các bạn nhé. Mình hướng dẫn thực hành ở trên đó là trên cái vải canvas. Cái vải này, cái bức hoa này thì mình đã xử lý màu rồi. Đấy. Và đây là những màu hôm nay mình thực hành để vẽ một cái hình ảnh cành đào, hoa đào trong dịp Tết. Đầu tiên màu đen, màu đỏ, màu trắng, màu vàng. Màu này thì mình đã xử lý là mình đã trộn đều, hòa trộn đều cũng như là màu đã sánh rồi. Độ sánh của màu thì chúng ta hãy nên làm vừa phải, nên trộn vừa phải làm sao mà không lên nhão quá mà cũng không để màu đặc quá. Đấy. Sau đây mình sẽ tiến hành vào thực hành hướng dẫn các bạn. Đây là xin giới thiệu các bạn, đây là bút cọ nhọn đấy, bút tỉa nhọn là cỡ 12. Đấy. Sau đây thì mình sẽ sử dụng bút tỉa này để lấy màu để vẽ cái thân cây. Màu mình vẽ thân cây đó là màu đen. Mình hòa trộn màu đen với lại nước để cho màu hiện ra. Tiếp theo chúng ta sẽ đưa cọ theo chiều. Mình sẽ đưa cọ theo chiều cây cành đào đi lên. Đầu tiên mình để ngang cành đào. Khi vẽ cành đào chúng ta chú ý là cành đào càng cổ thì cành đào nó càng đẹp, cho nên là cái độ sần sùi của cành đào chúng ta làm cho nó khúc khỉu sần sùi ở phía cạnh. Và khi mà nó được hòa trộn với nước thì chúng ta hãy để cho nó sánh, chỗ nào đặc thì màu sẽ đậm. Đây là thân cây đào thì mình đã làm rồi. Tiếp theo thì mình sẽ vẽ lên cái phần cành. Đối với lại ở phần gốc thì chúng ta cho nó to ra. Đây là một cành chính. Trong mỗi một cây đào thì bao giờ một cành đào hoặc một cây đào bao giờ cũng có cái phần chính và phần phụ. Thì cái phần chính thì cái cành chính này nhánh chạy ngang như này. Càng lên cao thì cái thân của nó càng nhỏ dần. Thân của nó càng nhỏ dần. Các bạn lưu ý là khi mà dùng cái cọ này, tay chúng ta tuyệt đối là chúng ta không được để tay nó run và chúng ta vẽ cành dứt khoát. Cành càng dứt khoát, càng khỏe khoắn thì cây đào càng có sức trường tồn. Bây
giờ mình sẽ tiếp tục vẽ đến cành phụ. Những cái cành to này thì mình sử dụng cỡ 12. Cỡ 12. Thì còn những cái cành bé thì mình sẽ sử dụng bút nhỏ hơn. À, với những cái cành mà ở xa mà chúng ta mờ hơn ấy, thì chúng ta sẽ hòa trộn màu đen này, màu vàng này, hòa trộn với nhau, và chúng ta thêm một chút màu trắng để tạo cái cảm giác mờ hơn. Vẫn là cái bút to đó, chúng ta sẽ sử dụng màu đen, màu vàng, màu trắng trộn với nước để cho màu nó sánh. Trong quá trình vẽ thì chúng ta có thể xoay bút, vừa vẽ vừa xoay bút để cho cái cảm giác tạo ra cái cảnh tự nhiên hơn. Và cái giống cây đào này thì cây nó càng già thì cái thành thân cây nó lại càng gọi là già, thì trông nó cổ và nó tạo cái cảm giác chúng ta đấy là trường tồn với thời gian khỏe. Các bạn liên tục xoay bút để tạo cái khúc khuỷu của cái cây cành đào nhé. Đây là mình đã hoàn thiện được cái phần hình chính, cái phần cành chính ở trong cái cành đào. Chúng ta sẽ chuyển sang cái cành bé hơn. Để sử dụng cho cái cành bé hơn thì chúng ta sẽ sử dụng bút nhỏ hơn các bạn nhé. Tiếp theo thì mình sẽ sử dụng cái cọ, loại cọ nhỏ hơn này các bạn nhé. Trước khi dùng cọ nhỏ hơn thì chúng ta hãy chấm đầu bút để cho đầu bút của chúng ta nó bị ướt. Ướt đầu bút, mục đích là cái lông của chúng ta nó sẽ mềm và nó sẽ tụ lại. Sau đó chúng ta lấy màu. Khi lấy màu chúng ta chú ý là đừng để màu quá loạn hoặc đừng để màu quá đậm, màu vừa sánh. Nếu màu loạn quá thì cái mực của chúng ta nó sẽ không được đặc. Trên những cái thân cây đào nó có cái sần sùi lên, nó chính là cái cành mà nó khô, lâu ngày nó khô, nó gãy, nó sẽ tạo ra cái nhú nhú, nó sẽ nhú ra. Thì chúng ta sẽ tạo ra cái sự cái cành ở trên thân cây. Cành bé của nó thì nó như thế này. Ví dụ như cái thân này nó ra thì cành bé nó sẽ, chúng ta nhấn mạnh ở đầu. Thank you.
ta sẽ vẽ hoa đào, vẫn là bút tỉa cỡ 12. Sau đây thì thầy mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ bông hoa đào. Đầu tiên chúng ta nhúng bút để cho màu chúng ta đầy ở trên cái phần bút này. Sau khi chúng ta nhúng bút được màu đỏ, chúng ta lấy màu đỏ, tức là màu nó sẽ ở trên cái phần đầu bút này, thì chúng ta sẽ nhúng thêm màu trắng vào đây. Tức là ở trong cái bút này thì nó sẽ có hai cử, một là đỏ, hai là trắng. Sau đó chúng ta sẽ đặt. Ở trong cái bông hoa này thì mình đã vẽ những cái bông hoa to. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục vẽ những bông hoa nhỏ ở cái phần cành trên nhé. Ở đây cái bông hoa này thì chúng ta chú ý là có những bông hoa là nó được nhìn theo kiểu chính diện, có bông hoa thì nó nhìn theo chiều là một nửa. Thế nên là chúng ta cố gắng tạo ra cái cảm giác cho nó tự nhiên, thì chúng ta sẽ tạo bông hoa nó ở các góc độ khác nhau. Ở càng lên cành cành cao ấy, thì là cái hoa nó sẽ trở thành là cái nụ. Thế nên là khi to khi nhỏ đấy. Lúc hoa nở, lúc hoa gì, lúc hoa là nó chưa nở. Ở đây các bạn lấy mút, các bạn lấy màu, các bạn lấy ở đọng ở đầu bút. Khi mà chúng ta đặt bút xuống thì nó giống như một cái hạt. Thank you.
Đây là công đoạn cuối cùng, thì mình sẽ dùng bút tỉa nhỏ này để mình vẽ những cái nhụy hoa. Bước tiếp theo là mình sẽ sử dụng loại bút dẹt màu xanh nhé. À, bút dẹt màu xanh này nó cũng rơi vào độ cỡ 10 các bạn nhé. Trong bút dẹt màu xanh này thì mình sẽ sử dụng đó là vẽ cái thân cây. Muốn vẽ được thân cây thì đầu tiên là chúng ta hãy chọn màu nó già nua, cái màu xanh rêu là cái màu già nua ở đây. Đấy. Nó không phải là nâu mà nó hơi xanh xanh, hơi ngả ngả xanh lục. Đấy, nhưng mà nó lại có thêm một chút, đó là màu đỏ, màu nâu. Sau đó các bạn sẽ tạo ra những cái đường viền như thế này. Và một cái dụng cụ cuối cùng mà mình muốn giới thiệu các bạn đó là cái bay nhỏ để vẽ, để trộn màu, mà mình sẽ sử dụng cái bay này để tạo cái chất cho sần sùi cho cái cây đào, cành đào của mình hôm nay nhé. Các bạn trộn những cái màu này, trộn màu này lại với nhau. Đây là cái màu đầu tiên mình trộn, nó là màu trắng, màu đỏ, màu vàng trộn lại với nhau thì nó sẽ được ra một cái màu ghi ghi như này. Đấy. Màu ghi này thì mình sẽ sử dụng là trên những cái phần thân cây nó bị mốc. Và mình sẽ thay vào việc là mình di bay, mình sẽ chấm màu trên cái thân cây này. Những chỗ nào cần trắng mình sẽ chấm màu lên. Sau đó thì mình sẽ sử dụng tiếp một cái màu nữa, đó là màu vàng với màu trắng này, để tạo lớp sáng hơn trên cái thân cây. Tức là những chỗ nào ánh sáng nó chiếu vào thì là nó sẽ sáng hơn. Và mình sẽ lấy cái màu vàng, màu trắng, mình tạo lên cái chất của nó. À, như vậy thì sau khi vẽ xong như này rồi thì chúng ta sẽ tạo cái cảm giác là cái thân cây nó sần sùi lên. Đó, nó sần sùi lên. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ lấy màu đen này. Đó, chúng ta lấy màu đen này để tạo ra những chỗ lồi lõm, chỗ sâu hơn, chỗ đậm hơn, giúp thân cây của chúng ta nhìn cảm giác nó chắc khỏe hơn.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, thì cái video của mình hướng dẫn về vẽ cành đào, hoa đào đến đây cũng là kết thúc rồi. Rất chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi đến cuối video. Để video của mình ngày một phát triển hơn, để kênh của mình ngày một phát triển hơn, thì rất mong các bạn hãy đăng ký, hãy like, hãy chia sẻ cho mọi người, để mọi người có thể là cùng nhau phát triển về cái bộ môn mỹ thuật. Cuối cùng, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.